Xin cảm ơn quý vị đã không rời màn hình một chút. Bí kíp xin cô hãy chia sẻ cho con cũng như mọi người được biết là cô sinh hoạt mỗi ngày như thế nào để cô có thể giữ được cái thần sắc của mình cũng như cái giọng hát của mình cho đến ngày hôm nay, cô vẫn thể hiện rất là tốt không thưa cô? Cái điều đó thiệt ra đó rất là tự nhiên. Cái tự nhiên từ trong cái hồn mình ra đó là quan trọng nhất. Dạ. Cô đó thì cô đi học từ hồi cô qua bên đó là cô 21 tuổi cho tới giờ này thì gần như tụi cô bên Đức đó là sinh viên với nhau, trong trong tuần thì học rồi làm việc này kia rồi kia, nhưng mà tới cuối tuần là cái hội họp nhau giỡn thì con biết là giống như bên này sinh hoạt của đồng bào cũng vậy. Dạ. Mà tụi cô giỡn từ ngày cô 21 tuổi cho tới giờ này gần như không có bao giờ mà chứ, tại vì cái cuối tuần là hội họp nhau rồi gần như vậy. Đó là cái chuyện thứ nhất. Thành ra tụi cô sống bên đó gần như là sinh viên với nhau thì mình không có cái tuổi già. Yeah. Mình cái lúc nào tới bây giờ cũng vẫn y như vậy, thành thử ra không có cái cảm giác là mình là đi ra ngoài đời rồi mình làm việc tùm lum bi chạm trán với đời. Yeah. Nhất là ở bên Âu Châu đó thì đời sống nó rất là yên lặng. Yeah. Ừ. Thế là một chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì đó là cô, cái tính của cô không có thích giận ai. Cô cũng không bao giờ cô ai nói ai làm một cái điều gì thì cô nghĩ là ồ người ta đẻ cho, nhiều khi cái tài tánh thay vậy cho người ta đâu có muốn. Yeah. Thì rốt cuộc tức thì không bao giờ cô giận người ta, thì cô bạn bè cô rất là đông. Yeah. Chơi rất là vui. Chuyện thứ ba đó là nếu mình muốn biết mình muốn thế nào mà cho mình đừng có bị thí dụ có những người mà hơi lớn tuổi tí là mới sanh con thì là người ta không có biết giữ cái thân hình, thế là người ta dễ bị mập bụng hay mập này kia. Thì chuyện thứ nhất á là cô nghĩ là vừa sanh xong là cô phải tập thể dục, mà cô tập thể dục thì thật ra nếu mình cô đâu biết thì nghĩa là coi như là hồi nhỏ cô học ở trong trường mình tập thể dục đó thì cô có thấy cái động tác nào mà nó giống như là mình tập cho cái bụng mình nó nhỏ là gì đó thì cô tập chuyên cần cho nên thường thường. Thí dụ như sanh một đứa con đầu tiên đó thì là chừng một tháng là mình trở lại cô để cái áo dài đó, cô mặc áo dài vừa là cô hết. Yeah. Từ đó cô đi đường, cô cứ đi phố, đi chợ, cứ đi đâu giống như đi bộ để cho yeah. nó có thể thao. Rồi từ đó là hết. Còn ăn uống đó, thì mình cũng phải có chừng, không có được ăn nhiều tinh bột quá. Yeah. Nhưng mà cũng có những người ta cứ ba hồi thì cử thiệt là nhiều, không ăn gì hết. Hay là có nhiều người thì vừa cử luôn tinh bột thì cái đó cũng không đúng. Yeah. Mà ăn quá nhiều cũng không đúng. Cái gì mình thành cũng phải gì, cho nó cân bằng cô ha. À, yeah. Nhất là lúc là cô có thai thằng con đầu tiên của cô đó thì chú Minh chồng cô cho cô đi học để nuôi con. Thì vào trong cái lớp đó thì cái bà đó mới dạy là lúc nào mình cũng phải ăn, không được một ngày tự nhiên lấy một thỏi sô cô la mà ăn vô thì là không được. Mình ăn mỗi thứ một tí đó thì là gồm tất cả mọi thứ thì là mình không có bao giờ mình bị béo quá. Yeah. Thành ra cô cứ giữ như vậy thôi. Yeah. Mà mình phải có chừng chứ không, thành ra cô cũng không có, mình có chừng xong thì mình ăn đỡ lắm. Yeah. Tại vì mình cứ ăn luôn luôn thì mình ăn một lần nhiều thì lần sau nó chả lại nguy to. Thế là ăn lại bớt đi, thế là cô cứ giữ vậy tới giờ này. Yeah. Và tinh thần của mình thì lúc nào mình cũng thoải mái. Yêu đời. Với lại cô cũng không có chuyện gì lo buồn, tại vì nhỏ thì có ba má đó thì cưng cô lắm. Yeah. Rồi cậu bà ngoại, cậu gì về ai cũng cưng hết. Tại vì cô không có gây với ai bao giờ. Dạ, ừ. Vâng, dạ con xin cảm ơn sự chia sẻ của cô. Quý vị ơi, nếu như mà quý vị yêu mến cô Kim Loan thì hãy cùng follow up Facebook hay là những chương trình hoạt động của cô Kim Loan tại nước Mỹ trong những ngày tới để cùng support cũng như ủng hộ yêu thương cô. Và con cũng xin cảm ơn cô đã với những chia sẻ đó. Nếu quý vị nào mà muốn có một cái khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười thì cũng như chia sẻ của cô Kim Loan thì mình cứ làm theo những gì mà mình cảm thấy vui, thấy hạnh phúc thì mình cũng sẽ thấy cuộc sống lúc nào nó cũng muôn màu, muôn hạnh phúc, đúng không cô? Con thay mặt cho Đài Việt Mỹ, con cảm ơn cái thời gian quý báu của cô đã đến đây với tụi con. Con xin chúc cho cô thật là nhiều sức khỏe để mà tiếp tục cái đam mê ca hát của mình để đi tất cả khắp mọi nơi để cho mọi người cùng thưởng thức những bài hát
cũng như giọng ca ngọt ngào của cô. Và trước khi để mà tạm biệt với quý vị đang theo dõi màn hình nhỏ của Đài Việt Mỹ TV ngày hôm nay, thì cô có lời gửi gì đến quý vị đang theo dõi màn hình không thưa cô? Mà mỗi lúc thì Loan được lên để gặp lại khán giả của Loan thì Loan rất vui. Và vì thế thì Kim Loan cũng một lần nữa cảm ơn rất rất nhiều về tấm chân tình của quý vị khán giả đã dành những tình thương cho Kim Loan từ mấy mươi năm qua. Kim Loan xin một lần nữa rất chân thành cảm ơn quý vị. Vâng, vâng, kính thưa quý vị, và chương trình trò chuyện cùng cô Kim Loan đến đây cũng kết thúc. Xin cảm ơn cái thời gian quý báu của quý vị đã dành cho cô Kim Loan cũng như cho BB và Đài Việt Mỹ TV. BB thay mặt cho ban chương trình cũng như cô Kim Loan kính chúc cho quý vị một ngày vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc. Mong cho rằng cho cô lúc nào cũng mạnh khỏe cùng góp phần trong nghệ thuật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật của Đài Việt Mỹ sắp tới. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Mong đợi tình xưa mãi.
cặp diều hoa bướm về đâu. Đà Lạt ơi, thôi xa từ em nhé. Ôi hương hoa, ôi ngát môi đào thơ. Em nghe chăng đây tiếng lòng nức nở? Có ai cách trở gọi về?